Xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị lại đến với kênh Nhà đất Đắk Song của em nhé. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé các bác. Mảnh đất mình thì có tổng diện tích là 1 hecta 2 trong bìa, già 1 hecta 2 trong bìa nhé các bác. Còn ao chuông vào nữa thì nó nằm tầm 1 hecta 4 ạ. Đó, mảnh đất này của mình á, thì cái đất của mình bám theo cái mặt đường bê tông như này thì nằm tầm 45 mét nhé các bác. Mảnh đất này trên đất là có một căn nhà. Và mảnh vườn của mình là vườn cây ăn trái nhé các bác. Trên đất của mình thì bác chủ trồng được 300 cây mắc ca và 100 cây vải thiều và 100 cây nhãn nhé các bác. Với lại 100 cây bơ bút, với tầm gần 20 cây sầu riêng, với lại ít bưởi da xanh. Đó. Mảnh đất này thì ngay khu đông dân cư nhé các bác. Cách trung tâm chợ và trường học ấy nằm tầm cây rưỡi số á. Đó, cách trung tâm chợ luôn nhé. Cách trung tâm chợ huyện là của mình là tầm hơn 1 cây số. Còn mảnh đất này thì bác chủ nhà cũng đang đa với cái giá là 1 tỷ nha các bác. 1 tỷ có thương lượng nhẹ nhé. Đó. Đây con đường như này là con đường thôn xóm của mình nha các bác. Để bây giờ em sẽ di chuyển lại quay chi tiết cho các bác cùng tham khảo nhé. Bác nào mà xem video thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé các bác. Và bác nào mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì alo cho em theo số điện thoại em ở góc màn hình nhé. Bác nào mà muốn coi bìa photo á thì alo cho em sẽ kết bạn với em gửi cái bìa photo qua cho mình để mình tham khảo nha các bác. Ở đây thì đang là đất nông nghiệp nhé các bác. Đất trồng cây lâu năm nhé. Chưa lên đất thổ cư, còn bác nào muốn lên thổ cư thì vẫn lên được nhé các bác. Đấy. Bây giờ em sẽ quay cái màn hình lại cho mình tham khảo này các bác này. Theo tay em chỉ đây á là con đường này là con đường đi ra ngoài chợ và trường học, thì nằm tầm chưa tới 2 cây số này, còn ra quốc lộ 14C á thì nó nằm tầm mấy trăm mét thôi các bác ạ.